Xin chào anh chị. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị ba lô đất liền kề sát khu vực này luôn anh chị. Thì hiện tại em đang đứng trên con đường huyện lộ 09. Cái hướng này thẳng ra là quốc lộ 50, đi thẳng một con đường là tới quốc lộ 50 nha anh chị. Cách cỡ đâu 8 cây số là tới quốc lộ 50. Cái hướng ngược lại, cứ ngược lại là tới cầu Long Bình, chợ Long Bình, thông về tỉnh lộ 872, thông về phà Tân Long luôn. Thì thông cái hướng đó thì ra tới cái cầu Long Bình. Cầu Long Bình một hướng là về phà Tân Long, một hướng về chợ gạo đó, thông đi nhiều ngã luôn anh chị. Đây cách cầu Long Bình cỡ chừng chưa tới 1 cây số là tới rồi. Chợ Long Bình cũng sát bên luôn, trường chợ đồ sát bên đây luôn anh chị, bán kính trong vòng 1 km là tới chợ đó. Thì bây giờ cái em muốn giới thiệu đến cho anh chị là ba lô đất nằm trong đây nè. Con đường đường Thống Nhất, xã Long Bình, đường xe 3 tấn nha anh chị, đường xe 3 tấn hiện tại là vô cái lô đất này. Còn những cái thông tin cơ bản anh chị nào không rõ em ghi rõ, em sẽ để những cái thông tin rõ ràng dưới cái hàng tiêu đề nha. Anh chị nào cần á thì cần xem rõ thông tin á thì anh chị cứ bấm ở hàng tiêu đề ở dưới á, em sẽ để rõ ràng ở dưới. Thì bây giờ em sẽ chạy vô cái ba lô đất liền kề của mình, thì anh chị theo em. Rồi bây giờ bắt đầu anh chị em mình theo em vô cái lô đất của mình. Thì cái lô đất này á, mỗi lô bề ngang 5m, dài 30m, có 100m thổ cư. Thì hiện tại cái lô đất nó cũng còn hơi thấp hơn cái mặt đường anh chị. Nhưng mà chủ nói là sẽ bao cái mặt bao lên nền cho anh chị cao ráo bằng mặt đường luôn. Đó, thì để em chạy xe từ từ thôi, chạy từ từ để cho anh chị thấy ở trong đây khu vực đó, nhà cửa người ta cất kiên cố, người ta ở rất là nhiều. Ba lô đất bề ngang 5m, bề dài 30m, có 100m thổ cư, là tổng diện tích đó, là mỗi lô 150m² nha anh chị. Mỗi lô 150m², có 100m thổ cư, chủ sẽ bao mình lên lên nền đó. Giá cũng tương đối ổn định anh chị. Thì 150m² này thì mình có thể về mình cắt nhà cho con ra ở riêng anh chị. Giá cũng không cao, cũng 500 trở lại à, 500 triệu trở lại. Khu vực này á, rất là thoáng mát luôn. Thì cái mảnh đất này là hướng đông nam nha anh chị, hướng rất là tốt luôn, sinh khí luôn. Còn nếu anh chị mua ba lô liền kề á, thì chủ sẽ bớt cho anh chị thêm chút xíu. Nếu mà anh chị mua ba lô liền kề á, thì cái mảnh này á, là 450m², có hai mặt tiền, là nghĩa mặt tiền đường xe 3 tấn, cái mặt tiền nhỏ mé bên hông nữa anh chị. Thì tới đây là sắp tới cái lô đất rồi nè, tới luôn đó. Thì cái lô đất này anh chị đó, bên hông đây á, bên hông đây thì có cái mặt tiền nữa nè anh chị. Đi em theo anh vô đây, bên hông có mặt tiền, vừa trước mình có mặt tiền nè, 15m, mặt tiền bề ngang 15m nha. Đó, từ bên chỗ này để em giới thiệu cái mặt tiền mình trước đi, về từ ngay chỗ này nha. Đi qua đây, đi qua đây là 15m. Đó, tới đây 15m. Bị sâu vô 30m, là có nghĩa là chỗ này nó có 3 lô. Anh chị nếu mà mua 3 lô liền kề thì chủ sẽ để anh chị giá khác. Đó, bây giờ anh chị theo em vô đây. Nếu mà anh chị mua 3 lô, mình sẽ có
300 mét thổ cư nha anh chị. Thì bên hông mình có cái mặt tiền đi vô nè. Ở ngoài trước á, thì cái nền đã cao rồi. Ở khúc ngoài sau á, thì còn một chút xíu nữa thôi. Chỗ đây thì mình đổ thêm vài xe đất nữa là đủ rồi anh chị. Nhưng mà chủ sẽ bao toàn bộ giấy tờ nè, bao lên nền cho mình luôn. Thì đất của mình tới đây anh chị. Đó, tới đây băng qua bên kia. Bên kia đã có một cái cọc nữa kìa. Đó, cái cọc bên kia anh chị thấy không? Trên giữa thì có một cái đường mương. Trên giữa thì có một cái đường mương thôi, nhưng mà lắp cái cũng lẹ anh chị không sao. Dù như anh chị mua một cái là chủ bắt đầu sẽ sang lắp cho anh chị liền. Thì em cũng làm việc với bên anh chị chủ này nhiều lô, em bán cho anh chị nhiều lô, anh chị rất là uy tín nha. Nên anh chị đừng có lo vấn đề đó. Bề ngang 15, bề dài 30 nha anh chị. Tổng cộng là 3 lô, mỗi lô là 500 triệu nha. Nếu mà anh chị mua 3 lô liền kề thì cái chị chủ sẽ tính giá khác cho anh chị nha. Đây, ở ngoài trước thì sao chú? Quay đi. Còn bán đất, chú bán đất hay gì? Bán này hả? À, dạ. Dạ, gì chị? Thì tổng cộng mình có 3 lô anh chị. 3 lô, còn anh chị mua 3 lô liền kề thì chủ sẽ để anh chị giá khác nha. Thì con đường này thì cũng thông đi nhiều ngã luôn. Hiện tại con đường mình thì xe hơi 2 chiếc chạy đối đầu vẫn bình thường nha anh chị. Đường rất là đẹp luôn. Xung quanh đây rất là đẹp anh chị. Đó. Thì tới đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Chủ bán mỗi lô là 500 triệu nha anh chị. Dù như anh chị mua 3 lô liền kề thì chủ sẽ để anh chị giá khác. Dạ, em xin chào anh chị.